Thưa quý vị, từ khi phát sinh chuỗi lây nhiễm từ chợ đầu mối Hòa Cường, tình hình dịch bệnh trên địa bàn quận Hải Châu diễn biến phức tạp, khó lường. Để ngăn chặn dịch lây lan diện rộng, quận đã triển khai quyết liệt khoanh vùng, truy vết và tăng tốc xét nghiệm để tách F0 ra khỏi cộng đồng. 10 ngày sau khi phát sinh ca bệnh đầu tiên tại chợ đầu mối Hòa Cường, đến nay, phường Hòa Cường Nam là điểm nóng dịch tễ mới khi đã ghi nhận 135 ca mắc COVID-19. Ngoài các khu vực phong tỏa, cách ly y tế, thì qua hai đợt xét nghiệm đại diện hộ gia đình, địa phương cũng bóc tách thêm nhiều trường hợp F0 liên quan đến chợ đầu mối Hòa Cường. Sau khi phát hiện các ca F0 thì cũng ngay lập tức khoanh vùng, cách ly y tế, truy vết, xác định những F liên quan. Đồng thời thì phát huy vai trò của các tổ Covid cộng đồng thì đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng. Thì chúng tôi cũng vừa đi tổ chức các cái đợt kiểm tra, rà soát rồi vận động bà con, đặc biệt là những khu cách ly nó thì tuyệt đối ở nhà, không có vi phạm những cái quy định về 5K hiện nay để đảm bảo là công tác phòng chống dịch, đặc biệt những cái khu mà có phát sinh ca dương tính nó đảm bảo an toàn, không lây chéo ở trong khu cách ly. Tính đến nay, quận Hải Châu có tổng cộng 420 ca mắc COVID-19 với 80 điểm nóng được ghi nhận. Chuỗi lây nhiễm từ chợ đầu mối Hòa Cường được đánh giá đang ở nguy cơ rất cao khi đã có 11 trên 13 phường có ca mắc COVID-19. Các biện pháp khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm các khu vực liên quan và xét nghiệm đại diện hộ gia đình đang được làm khẩn trương để tách hết F0 ra khỏi cộng đồng. Những cái vùng đỏ chúng tôi cho xét nghiệm luôn trong toàn bộ cái gia đình chứ không xét nghiệm theo kiểu đại diện, để từ đó chúng ta phát hiện những cái F0 còn lẩn quất ở trong khu cộng đồng, để từ đó chúng ta tiếp tục có cái khoanh vùng để phát hiện tiếp những cái F liên quan, để chúng ta đảm bảo rằng nó không có cái sự lây lan từ giữa nhà này qua nhà kia hoặc là từ vùng này qua vùng kia. Qua hai đợt xét nghiệm sàng lọc diện rộng, quận Hải Châu đã lấy mẫu hơn 95.000 đại diện hộ gia đình, các khu vực phong tỏa và lực lượng phòng chống dịch. Qua đó đã phát hiện hơn 80 ca mắc COVID-19, được đánh giá có nguy cơ rất cao. Hiện quận Hải Châu đang tiếp tục triển khai xét nghiệm đợt 3 nhằm kịp thời phát hiện các ca mắc COVID-19 để khoanh vùng, truy vết, sớm ngăn chặn đà lây nhiễm.